16 thí sinh Hoa hậu Hồng Kông bán quần áo trên phố Hội An. Các thí sinh Hoa hậu Hồng Kông 2023 đang ghi hình tại Đà Nẵng. Họ trổ tài ca hát, làm bánh để thu hút khách du lịch mua áo. Ngày 17 tháng 7, HK01 đưa tin hiện tại 16 người đẹp cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2023 đang ghi hình tại Hội An, Đà Nẵng dưới sự dẫn dắt của nam diễn viên Lê Nạc Ý và Hoa hậu Hồng Kông 2020 tại Gia Di. Trong đó, nhóm thí sinh chia làm 4 đội cùng cạnh tranh thi bán áo kỷ niệm của chương trình. Để thu hút khách du lịch, các ứng viên Hoa hậu đều trổ tài ngoại ngữ cùng kỹ năng giao tiếp, khả năng nghệ thuật. Trong đó, người được đánh giá là bản sao Phạm Băng Băng Vương Mẫn từ thể hiện tài đàn cổ tranh, giọng hát hay và nhận được sự khen ngợi của du khách. Yêu của Hồng Kông Trang Tử Tuyền liên tục làm biểu cảm đáng yêu, hô hào khuấy động bầu không khí. Người đẹp 21 tuổi là du học sinh ngành thực phẩm dinh dưỡng tại Đại học Hồng Kông. Bên cạnh đó, các thí sinh khác trổ tài vẽ tranh, chụp ảnh cho du khách. Ngoài ra, 16 thí sinh cũng chăm chỉ học nói tiếng Việt để lôi kéo người qua đường mua áo. Thí sinh Hoa hậu Hồng Kông 2023 chia sẻ họ cảm thấy vui vẻ vì có những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam, đồng thời còn quảng bá được văn hóa Trung Quốc tới bạn bè quốc tế. Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2023 có những hoạt động mới mẻ so với các năm trước. Tổng giám đốc đài TVB, trưởng ban tổ chức Tăng Chí Vị cho biết trong các vòng phỏng vấn đầu, cuộc thi áp dụng trí tuệ nhân tạo AI và chat GPT đánh giá từng ưu điểm hình thể và khả năng giao tiếp của thí sinh mà không để giám khảo nhận ra đó là ai, nhằm tạo sự công bằng nhất. Bên cạnh đó, Hoa hậu Hồng Kông 2023 còn tổ chức các sự kiện giống một chương trình giải trí để tạo điều kiện cho các người đẹp có nhiều không gian thể hiện bản thân trước khán giả. Trước đó, 16 người đẹp Miss Hồng Kông 2023 còn tạo dáng chụp ảnh tại thánh địa Mỹ Sơn. Cũng vì vậy, sau vòng phỏng vấn thứ hai, những người đi vào vòng trong đều phải ký hợp đồng độc quyền với đài TVB bởi đơn vị có dự định lăng xê người đẹp thành ngôi sao truyền hình thông qua cuộc thi Hoa hậu. Đêm chung kết Hoa hậu Hồng Kông 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 8.